chào quý khán giả đang theo dõi điểm tin an ninh trật tự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trước tiên mời quý khán giả cùng điểm qua những tin chính sau. Bắt đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích Tạm giữ hình sự đối tượng buôn bán thuốc lá nước ngoại nhập lậu Công an thành phố Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng Phạm Lữ Tuấn Bảo, sinh năm 1978, ngụ tổ 2, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, sau 18 năm truy nã về tội cố ý gây thương tích. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 3 năm 2005, tại khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh, nay là khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, trong lúc mâu thuẫn, đối tượng Phạm Lữ Tuấn Bảo đã dùng dao đâm vào người anh Phạm Văn Đồng, 52 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn gây thương tích, sau đó bỏ trốn. Kết quả giám định pháp y, anh Phạm Văn Đồng bị mất 76% sức lao động. Ngày 23 tháng 9 năm 2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Tây Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Lự Tuấn Bảo về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình điều tra xác minh, bị can Phạm Lự Tuấn Bảo bỏ trốn khỏi địa phương Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Tây Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt số 18 ngày 23 tháng 9 năm 2005 đối với Phạm Lữ Tuấn Bảo. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Tây Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan bắt được bị can Phạm Lữ Tuấn Bảo khi đối tượng đang lẩn trốn tại 354 xe 68A đường Phan Văn Trị, khu phố 7, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công an huyện Dương Minh Châu cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1978, ngụ ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan đang có hành vi buôn bán hàng cấm. Tăng vật thu giữ gồm 1.530 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, Tiến hành khám xét tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan tại ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, lực lượng công an thu giữ thêm 137 bao thuốc lá điếu. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Kim Loan đã khai nhận số thuốc lá điếu trên là do mình tìm mua của các đối tượng không rõ họ tên địa chỉ, sau đó bán lại cho một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Dương Minh Châu để thu lời bất chính. Công an thị xã Trảng Bàng cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tấn Hoài, sinh năm 1991, ngụ xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tạm trú tại khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2023, tại khu phố Gia Huỳnh, phường Trà Bàng, thị xã Trà Bàng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã Trà Bàng phối hợp công an phường Trà Bàng bắt quả tang đối tượng Ngô Tấn Hoài đang tàn trữ 4 bịch ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm một bịch ma túy. Tổng số tăng vật ma túy thu giữ có khối lượng trên 1,5 gram loại metafetamin qua làm việc ban đầu, Hoài thừa nhận do nghiện ma túy nên mua về để sử dụng. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Trang Bang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Lượng, sinh năm 1996, ngụ xã Trà Là, huyện Dương Minh Châu, để điều tra làm rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 13 tháng 9 năm 2023, tại đường Nguyễn Văn Rớp, khu phố 1, phường 4, công an thành phố Tây Ninh phát hiện bắt quả tang đối tượng lượng đang tàn trữ trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ 6 viên nén màu xanh cùng một số tăng vật. Tiến hành xét nghiệm nơi ở tại khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung, thị xã Hoa Thành, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm 5 viên nén và một số tăng vật. Tại cơ quan công an, lượng khai nhận chất bột màu trắng và 5 viên nén là ma túy mà đối tượng mua về cất giữ để sử dụng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chi đoàn Hội phụ nữ Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh phối hợp cùng Đoàn Thanh niên phường An Tịnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho người dân tại khu phố Bào Mây, phường An Tịnh, thị xã Tràng Bang. Đoàn y bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh đã thăm khám, cấp thuốc miễn phí đồng thời trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 27 triệu đồng do các chi đoàn Hội phụ nữ Công an các đơn vị đóng góp quý khán giả thân mến phần điểm tin an ninh trật tự kỳ này xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại